Thưa quý vị, trong mấy ngày qua, người Việt hải ngoại cũng như người Việt trong nước đang quan tâm với một vụ án gọi là vụ án Hồ Duy Hải. Hôm nay, chúng tôi xin mời ông Đỗ Như Điện cùng chúng tôi với khán giả VNTV để đề cập tới vấn đề này. Xin chào chú Điện. Một lần nữa chào chú. Cảm ơn anh Tiết và cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình. Cái đề tài anh Tiết đưa ra thì nó cũng khá nóng đấy. Là vì cái vụ án Hồ Duy Hải là nó đã xảy ra cách đây 12 năm. Năm 2008. Thì cái câu chuyện là thế này. Ở một cái giống như cái bưu điện nhỏ đấy, ở tại một xã gọi là xã Cầu Voi ở tỉnh Long An. Thì có hai nhân viên làm việc ở đó trong một cái cơ sở bưu điện rất là nhỏ. Thế thì hai người đó đã bị hai nữ nhân viên đó đã bị giết. Và khi bị giết như vậy thì người ta đi muốn truy tìm xem ai là kẻ gây ra án mạng. Thì cũng có những người gọi là nghi can này, nghi can khác. Nhưng mà sau một thời gian ngắn đó thì người ta bắt Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải lúc đó 23 tuổi, là một sinh viên. Và sau đó thì đã có hai cái tòa án, hai cái vụ xử, vụ sơ thẩm và vụ kháng án. Thì cả hai cái bản án đó đều cho rằng Hồ xử đúng người, đúng việc. Và cái án sau cùng là án tử hình. Thế thì chưa có xử tử thì Hồ Duy Hải vẫn ở trong tù. Thì bên cạnh đó thì khi mà cái báo chí ở trong nước cái thời gian đó thì họ cũng viết khá nhiều. Và bây giờ nếu mà chúng ta có cơ hội lục lại đó thì ngay lúc đó cũng đã có nhiều cái dư luận cho rằng có lẽ cái này nó còn nhiều bí ẩn. Vì vậy mà mãi cho tới khi ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước đó, thì do cái sự kêu oan của gia đình, nhất là bà mẹ của Hồ Duy Hải đó, đi gõ cửa hết nơi này nơi khác để minh oan cho con. Thì ông Trương Tấn Sang ông mới yêu cầu là tạm hoãn việc xử tử và cho điều tra lại. Thế nhưng mà rồi họ cũng chả điều tra gì. Mãi cho tới gần đây thì sau khi mà có quá nhiều những cái yêu cầu gõ cửa của gia đình và cũng nhiều luật sư cũng như nhiều người lên tiếng, thì tuần vừa rồi, trong ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu tuần vừa rồi đấy, mới có một cái gọi là một giống như ở Mỹ này ta gọi là tối cao pháp viện đấy, thì ở bên Việt Nam là tòa án tối cao đó, gọi là giám đốc thẩm. Ở Việt Nam có cái danh từ là giám đốc thẩm. Thì họ mới xét lại cái vụ án đó. Nhưng mà nó có những cái lạ như thế này. Khi gia đình được một luật sư bào chữa thì theo dõi và điều tra cái vụ này trong nhiều năm. Nhưng mà trong cái cuộc xét lại đó là dự tính trong 3 ngày. Tức là mùng 6, mùng 7, mùng 8. Tức là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tư, thứ năm, thứ sáu vừa rồi, thì cái ông luật sư mà đại diện cho Hồ Duy Hải đó thì chỉ được gặp cái tòa án đó có khoảng độ 25 phút để trình bày, nhưng mà lại sau đó lại không được tham dự trọn vẹn xem là các vị thẩm phán tranh luận như thế nào, bởi vì trong cái vụ điều tra và xét xử đó thì nó có quá nhiều những cái sai lầm về tiến trình tố tụng, tiến trình điều tra, rồi thiếu những dữ kiện, chẳng hạn như là tất cả cái vụ án xảy ra hai người bị giết như vậy nhưng mà không chứng minh được bằng máy thu hình, không chứng minh được là có dấu tay của Hồ Duy Hải, rồi người ta nói rằng là có cái con dao và cái thớt ở trong cái chỗ đó thì đi mua ở ngoài chợ đưa về để làm bằng chứng, chứ không phải là trên đó không có dấu tay gì của Hồ Duy Hải cả. Thế thì đó là những cái question mà người ta đặt ra. Dạ, một cái vụ án không có một cái dữ kiện gì mà để cáo buộc mà đã có thái độ là xử tử người
bị cáo. Rồi bây giờ này đem ra xử lại thì cái người thẩm phán là một cái người gọi là như thế nào? Hồi xưa là ok, bây giờ để tôi giải thích cho nó hơi vòng vo, nó hơi dài một chút. Nếu mà chúng ta thấy đó là một cái vụ sự kiện Việt Nam xưa nay là mình cứ dùng luật rừng thì cái này thì mình dùng câu thứ hai là cũng là luật rừng tiếp tục phải không chú, hay là không? Tại vì nó còn rắc rối hơn mình tưởng. Dạ. Là vì thế này này, cái ông thẩm phán Nguyễn Hòa Bình mà ngồi làm chủ tọa cái phiên họp cái tòa tối cao vừa rồi đấy, tức là giám đốc thẩm đó, thì khi ấy ông ấy là cái người mà gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân. Và trong cái thời gian ấy đó, ông ấy là cũng là người có thẩm quyền. Và ông ấy cũng là người mà coi như là hai cái phiên xử đó, thì ông ấy cũng là người quyết định là anh Hồ Duy Hải này có tội. Thế thì bây giờ đó, ông ấy lại cũng là cái người mà làm chủ tịch cái tòa án tối cao. Nếu mà như vậy thì làm sao ổng có thể gọi là đảo ngược cái quyết định của hồi xưa của ổng được? Và chính của ông ấy đó là cái câu chuyện mà người ta thấy. Sẽ dính. Thành ra sau 3 ngày yeah. thì 17 ông thẩm phán, tức là toàn bộ cái là giám đốc thẩm, 17 ông thẩm phán đều bỏ phiếu thuận là không chấp nhận cái kháng án của phía đương sự của nạn nhân, và như vậy cho rằng là hai cái tòa dưới trước đây xử đó là đúng người đúng việc, nghĩa là vẫn có tội và vẫn là mang án tử hình. 12 năm nay đi kêu gào, đi làm công việc của những người thân nhân của anh Hồ Duy Hải là giống như là công giả tràng. Tại vì có một cái gì mà gọi là sôi nổi về cái đề tài này, hay là có một cái gì mà phải gọi là phẫn nộ về cái đề tài này, trong khi chúng ta biết luật của Việt Nam là xưa nay là như vậy, thì chú thấy là cái không, đối với chúng ta ở một nước tự do và ở một cái xứ mà công lý được tôn trọng thì nó khác. Còn đối với người dân trong nước á, thì lại khác. Đối với người dân trong nước thì rõ ràng là tòa án là ai? Bởi vì chúng ta nhìn cả 17 người thẩm phán này, họ là đảng viên. Thì đúng, thì nếu mà như vậy đó thì tức là họ phải che bảo, che giấu cho nhau. Thì nếu mà như vậy thì người dân của mình có gì đâu mà... có gì đâu. Có chứ. Tức là một cái hệ thống mà cơ quan điều tra là công an nhé, là lá chắn của đảng nhé. Thứ nhất đấy là người dân người ta qua rất nhiều nguồn tin và rất nhiều những cái nhận định của các luật sư, thì họ thấy thứ nhất đấy là từ cái việc điều tra cho đến từ cái vấn đề tòa án, nó đều đi sai chính cái luật của Việt Nam. Tức là có luật nhưng mà người ta không áp dụng đúng. Cái việc tố tụng nó đã đi sai. Thành ra tôi nói hồi nãy đó, thứ nhất là cái Đảng Cộng sản là được hiến pháp Việt Nam bảo vệ nhé, là một điểm quan trọng nhất. Điểm thứ hai, cơ quan bảo vệ pháp luật là công an đó, là bảo vệ Đảng nhé. Rồi bây giờ ai có phạm tội đó thì đã có tòa án, mà tòa án là do Bộ Chính trị điều khiển, Đảng điều khiển. Thành ra các tòa án cũng trở thành công cụ để bảo vệ Đảng mà thôi. Thế thì vì cái vụ án này nó quá nhiều lỗ hổng, thành người dân vẫn kỳ vọng một cái sự gì nó minh bạch và cái công lý nó được hé mở. Nhưng mà qua 3 ngày xét xử và đưa đến cái phán quyết như vậy thì người dân vô cùng thất vọng. Những người theo dõi, đặc biệt là giới luật gia, thì họ thấy rõ rằng trời ơi, một cái vụ án mà nó sai từ đầu tới cuối mà bây giờ lên tới cái tòa thượng thẩm cao nhất lại cũng y án như vậy, và cái ông thẩm phán ngồi trước đây ở cái tòa dưới giờ lên tòa thượng thẩm thì cũng ngồi đó, thì làm sao mà lật ngược được? Nó phải có một cái cuộc điều tra khác và một cái tòa án khác. Phải, 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 thì mới có công lý chứ, rõ ràng là không có công lý.
Nhưng mà đã lên tới thượng thẩm rồi thì đâu còn chỗ nào để mà kháng án cao còn hơn. chỗ nào nữa. Nhưng mà người ta giả, người ta mới tìm thấy nó những cái có những cái good mark như thế vậy. Dạ vâng. Thứ nhất đấy, cuối cùng là cái vụ án này nó có dây dưa, người ta cho rằng là cái thủ phạm thật nó có dây dưa, nó có liên hệ tới những người quyền lực cao nhất trong nước. Thành ra cái người đó được bảo vệ, được che đậy. Hồ Duy Hải là chỉ là một nạn nhân được thế vào cái chỗ đó. Bởi vì nếu lôi ra cái nạn nhân thật thì có thể nó lung lay tới cái vị trí của cái người cầm quyền nào đó. Thấy chưa? Do đó bây giờ họ làm như vậy. Đây là người ta dự kiến thôi. Là bây giờ vẫn kết án tử hình. Nhưng mà ông chủ tịch nước sẽ ra một cái lệnh ân xá. Oh yeah, okay. Hy vọng. Đó là hy vọng người ta dự trù. Ra một cái lệnh ân xá thay vì tử hình thì là tù chung thân. Ví dụ vậy. Và tù chung thân thì bây giờ đã ngồi tù 13 năm rồi. Thì ví dụ thêm 7 năm nữa cho được 20 năm thì nói rằng đương sự thi hành án rất là tốt, trong nhà lao không có vấn đề gì và rất là có thiện chí, thôi bây giờ 12 hết được 20 năm rồi thả ra. Đó là cái favor mà người ta dự kiến nó sẽ xảy ra như vậy. Nhưng mà không biết xảy ra hay không. Mặt thứ hai là bởi vì nếu mà mở ra một cái cuộc điều tra và xét xử trở lại đó, thì sợ rằng nó lôi ra ánh sáng và dứt dây động rừng. Đấy. Và nó sắp tới cái đại hội đảng 13, tức là đầu năm 2021, thì nó sẽ xáo trộn tùm lum. Thành ra vì vậy mà bây giờ người ta phải giải quyết cái chuyện này cho nó êm là như vậy. Câu chuyện thấy lý thú không? Bao anh Hồ Duy Hải sẽ qua cái nạn này và chúng ta sẽ trở lại với quý vị một lần nữa sau này, có thể gọi là kết cuộc như thế nào, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị vòng đổi như đèn để tiếp tục. Cảm ơn anh Tiết và cảm ơn quý vị. Mong là hết cộng sản thì nó mới hết cái loại này thôi. Rồi, kính chào.